Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là mời quý cô chú anh chị và các bạn mình sẽ đi tham quan chùa Hải Đức ở Nha Trang nha. Đây là mình xuất phát ở đường Phạm Văn Đồng nha. Phạm Văn Đồng tuốt ở ngoài này xa. Ngoài này xa mình biết ngoài nào. Nha Trang 7 cây hả? Cách Nha Trang 17 cây. Tức là từ ngoài thì cũng biết khu gì đó, từ Hoàng Trọng đi ra ngoài đây vậy? Không có một cái biển cá. Vĩnh Hòa. Ở phường Vĩnh Hòa mình sẽ đi vào. Ơi ăn à, ok. Là mình sẽ đi vào trong lại trung tâm thành phố, là mình sẽ đi hiện tại là mình đang đi trên đường Phạm Văn Đồng. Mày nói gì có ăn tiếp hả? Bây giờ mình sẽ đi tiếp đường Phạm Văn Đồng nha. Đây mình đi đường Phạm Văn Đồng, sau đó là mình đi thẳng qua khỏi cầu Trần Phú luôn. Đây là cầu Trần Phú nha mọi người. Đây là cầu Trần Phú. Ban ngày cho nên là đèn không có thắp đèn. Tầm khoảng 6-7 giờ tối, 6 giờ thì sẽ đèn ở trên cầu sẽ thắp, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi qua khỏi cầu Trần Phú là mình sẽ rẽ vào đường sông xóm cồn. Gì đó. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Bây giờ là mình sẽ đi chùa Hải Đức. Chùa Hải Đức này gia đình Dương Nguyễn cũng chưa đi lần nào luôn. Bây giờ gia đình Dương Nguyễn sẽ đi tham quan và quay lại cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Đi thôi. Sắp tới rồi. Qua khỏi cầu Trần Phú là mình sẽ rẽ vào đường xóm cồn. Tới xóm cồn. Xóm cồn. Ồ dữ ha. Hạ cái đó xuống mỗi người trai vậy đó hả? Các bạn nghĩ vậy? Đây là trái con, đây là trái của em. Hơi bị hưởng thụ á nha. Xóm cồn đang quá. Cái đang nhậu. Nhậu hả? Trước mặt sẽ là đường xóm cồn. Hả? Đúng rồi đó. Đây trước mặt. Phải đúng không? Xóm cồn. Đây đèn xanh đèn đỏ luôn. Cua nè. Cá nè. Đây mình sẽ rẽ phải vào đường xóm cồn. Nếu mà mình đi từ trong trung tâm thành phố Nha Trang đi ra thì mình sẽ rẽ trái vào đường xóm cồn. Nói chung là đường xóm cồn là nằm ngay cách ngang đường Phạm Văn Đồng. Trần Phú hả? Phạm Văn Đồng. Phạm Văn Đồng nối với Trần Phú luôn. Qua đây là Trần Phú rồi. Tức là nó vừa cắt được Trần Phú. Ngay chỗ giao luôn. Tới luôn. Khu này xây dựng đẹp. Đây là view bờ kênh, bờ kè. Còn xây dựng nữa là dự án Danh Khôi cả. Ồ, Danh Khôi, tập đoàn Danh Khôi à? Đây rồi hả? Đây rồi hả? Đây rồi hả? Ồ, đây rồi cao su hả? Đây rồi hát là gì? Đây cả gà. Đây cả gà biết. Rồi, sau đó mình sẽ rẽ trái vào đường 2 tháng 4. Từ đường xóm cồn mình sẽ rẽ trái vào đường 2 tháng 4. Rẽ vào luôn. Xe ô tô. Đây có những cái cục kìa, cái cục kìa. Đúng. Rồi. Đi thẳng 2 tháng 4. Trời, tôi chụp lấy nhà vậy. Tiếp tục nha. Mẹ nói là có con sói nhưng mà không phải hả? Vẹo phải với đường 1C không biết phải mọi người phải không? Đường 1C phải nhìn trên ra đường 1C. Là đường Trần Quý Cáp. Đường Quý Cáp, dây thẳng bên trái. Đâu Quý Cáp, dây thẳng bên kia nữa hả? Là mình đi 2 tháng 4. Sau đó là mình quẹo phải vào đường Trần Quý Cáp. Hiện tại là mình đang đi trên đường Trần Quý Cáp. Trần Quý Cáp, phường Vạn Thắng. Đi thêm một đoạn nữa là mình sẽ quẹo phải vào đường Phương Xoài. Phương Xài. Phương Xài. Con xài. Xài xoài xài khác, xoài khác. Xài thì không có o mà xoài thì có o. Nè, mình sẽ quẹo phải vào đường Phương Xài. Từ đường Trần Quý Cáp. Trần Quý Cáp rồi mình sẽ quẹo vào. Mình sẽ rẽ phải vào đường Phương Xài. Và mình chạy thẳng đường Phương Xài luôn. Mình đi trật tự không? Mình vẫn đang tiếp tục đi đường Phương Xài nha quý cô chú anh chị và các bạn. Mình
đường này nó hơi nhỏ, đi đi chậm ha, đi hơi cực một chút nha. Đi xe máy thì dễ hơn. Không biết tới đó có chỗ đậu xe không, có chỗ đi lên không, chưa đi lần nào nên cũng chưa có biết luôn. Thôi chưa chắc này lên núi nữa. Lên núi nữa là chắc rồi đó. Rồi ok. Chạy lên núi như hồi nãy rồi đã ha. Trời ơi. Đi bộ núi kìa. Mày gần tới rồi đó. Trời luôn. Đi. Ở đây là núi luôn à. Ở Nha Trang quần quần trong thành phố có nhiều chùa, mình phải leo lên núi lắm. Nãy mới leo núi xong. Chỉ sợ mình không có sức đi thôi. Không có sức đi. Ok, từ từ. Rồi mình cứ ôm cua theo đường à, Phương xài nha. Đó là Phật học viện Hải Đức mọi người. Là mình chùa Hải Đức nha, cua nha. Chỗ này có cái hố ra nè. Có hố. Khoan. Đây là đường lên Phật học viện Hải Đức. Gọi là chùa Hải Đức nha mọi người. Ra là những cái cơ chùa lên núi đi cũng hơi đuối. Wow, ngay dốc có hai xe đang đậu luôn. Tới được mình hả? Kiếm chỗ đậu luôn hả? Chắc mình đậu chỗ kia hả? Lên được không? Quyết, tôi lên coi. Coi. Vô cao quá. Cao quá, giờ đậu đâu? Nghe được. Vậy? Cái đường bên kia lên được không? Để trái á. Mình đang bên trên đây là. Hay là đậu ở dưới chỗ kia? Bờ. Lên thế này là ghê chứ. Đi chứ. Lên được trên kia không? Lên để trái đi. Quẹo lên đó đi. Quẹo trái đi. Dốc quá dữ. Con ơi. Nó quẹo không ta? Quẹo là không được với chính ta. Quẹo không? Nó không. Nó không thắng rồi. Tiếp tiếp. Kiếm chỗ quay đầu luôn đi. Mình đã mò. Mò đường với mình. Trời ơi. Tới cổng luôn rồi mọi người. Đây ơi, nữa hả? Đây là mình đang đứng tại chùa Hải Đức Phật học viện. Đây là không gian phía trước chánh điện. Có cây bồ đề. Đây là hoa súng cơ. Hoa súng màu tím. Chùa ở trên núi, đường lên núi cũng hơi khó nha mọi người. Cũng hơi khó đi. Đây là cổng trước chánh điện, nhìn xuống dưới ha mọi người. Đây là phía trước chánh điện chùa Hải Đức mọi người. Chùa Hải Đức là tọa lạc ở phía tây trên đỉnh đồi Trại Thủy, tại số 51 đường Hải Đức, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chùa được xây dựng cách đây trên 120 năm và là một trong 4 ngôi chùa quan trọng trong cụm đồi Trại Thủy, cùng với các chùa như là chùa Long Sơn, chùa Bối Phong và chùa Lôi Am. Lôi Am mọi người. Về chùa thì được thiền sư Viên Giác dựng năm 1883. Ban đầu thì chỉ là một ngôi thảo am có tên là Duyên Sanh Tự. Đến năm 1891, chùa được mở rộng và đổi tên là Hải Đức Tự. Sau khi sư Viên Giác tịch vào năm 1909, Thượng Ngộ Tánh Phước Huệ từ chùa Hải Đức ở Huế vào kế trụ trì. Và kể từ đó thì tổ đình Hải Đức Nha Trang trở thành một đại tòng lâm có quy củ, quy tụ hàng trăm tăng tín đồ từ khắp nơi đến tu học và được chính phủ Nam Triều sắc phong biển hiệu là Sắc Tứ Hải Đức Tự. Năm 1938 thì Hòa Thượng giao nhiệm vụ trụ trì cho Sư Bích Không. Thượng tọa Bích Không nhận thấy bây giờ Nha Trang đã phát triển thành một đô thị sầm uất, huyên náo, cho nên là không phù hợp với sự sinh hoạt của thiền môn, nên đã dời chùa lên đồi Trại Thủy trong giai đoạn từ năm 1943 đến năm 1945. Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm giám viện. Đây có một cây thị rồi mọi người. Quá trời quá thị, lâu lắm rồi mới thấy được là cây thị. À, đây có một trái thị rụng nè.
Anh, trái thị nè. À, thơm quá. Lâu lắm rồi mới thấy được là quả thị đó mọi người ơi. Thị ơi, thị, thị rụng bị bà nè. Bà về bà ngửi chứ bà không ăn. Con này vô tay bẩm là bẩm về bẩm lẩm chứ bẩm không cất. Cái gì vậy mẹ? Con, quả thị. Thơm không? Thơm không con? Rất là thơm. Mẹ cầm chứ. Cái gì vậy? Đây là chín rồi nè. Thơm quá. Thị còn xanh mà. Thị, thị còn xanh mà đứng đây. Thị ơi, thị à, chắc là mùa thu năm sau luôn. Thị ơi, thị à, thị rụng bị bà. Cái này quả này về nhà cất ăn được không? Ở phía dưới là khu vực nhà cốt hả mọi người? À, bao quanh khuôn viên chùa là khu vực nhà cốt. Có một câu chuyện kỳ lạ về người cha tiền kiếp tại chùa Hải Đức, à, có lên báo Phật giáo hả mọi người? Thì chuyện kể rằng là năm 1956, à, một viên kỹ sư người Mỹ quyết định sang Việt Nam vì tuổi thơ của ông là chứng kiến một chuyện là nhiều đêm liền ông nằm ngủ và nghe thấy có một người dặn ông tìm đến một đất nước có tên là Việt Nam để gặp lại người cha tiền kiếp của ngươi. Ông ấy rất giống ngươi và hiện là trụ trì ở một ngôi chùa nằm trên một quả đồi gần một thành phố. Ông này bèn đăng ký với quân lực Hoa Kỳ là xin tình nguyện ở Việt Nam. Là kỹ sư giao thông công chánh, có điều kiện đi lại nên ông ta đã tìm người cha trong tiền kiếp như giấc mơ của mình ở khắp nơi. Năm 1958, ông đến làm công trình ở Nha Trang. À, sau 2 ngày tìm kiếm các ngôi chùa thì ông vào chùa Hải Đức, à, gần chùa Long Sơn. Gần chùa Long Sơn hiện nay đó quý vị. Khi mà ông đến chùa thì sư trụ trì đang tụng kinh. Các vị tiểu tăng ở đây thì rất ngạc nhiên vì có người ngoại quốc giống như vị trụ trì là Thích Phước Hạnh như vậy. Viên kỹ sư kể lại chuyện của mình, à, thông qua thông dịch viên thì mọi người ai cũng lấy làm kinh ngạc là hai người gặp nhau thì Plan mờ kể chuyện giấc mơ của mình và Hòa Thượng Thích Phước Hạnh sau đó đã nhận viên kỹ sư là con. Khoảng 2 tuần sau thì nhà chùa làm lễ xuống tóc cho Plan mờ và đặt hiệu là Thích Chân Trí. Thế rồi là hai bố con trong tiền kiếp đã chụp một bức ảnh để làm bằng chứng là trong bức ảnh có câu là đứa con lạc đã tìm được. Đây là câu chuyện là đã được đăng lên báo nha mọi người. Là mình thấy đây là một trong những cái câu chuyện tâm linh đáng để tìm hiểu ha. Wow, lên không nổi. Xe lên không nổi. Phía bên phải là khu vực nhà cốt ha. Dọc theo là có một hàng câu rất là đẹp luôn, câu kiển. Nhà cốt riêng luôn nha quý vị. À, mình có thể đi lên phía trên. Có hai cổng đi luôn. Mình đi cổng chính. Cổng chính thì mình sẽ đi cổng này. Từ dưới quẹo lên là mình sẽ vào khu vực là nhà linh lâu nhà cốt luôn. Còn nếu mà mình có thể đi lên trên cái cổng phía bên tay trái đi thẳng lên cũng được. Hoặc là mình thẳng lên cái cổng này cũng được. Còn bên đây là bây giờ em lên con, xe lên nó ủi con đó. Còn bên đây là không lấy đó. Mình nhìn lên cổng tam quan của chùa Hải Đức nha mọi người. Đây chính là cổng chính luôn. Nhưng mà hôm nay là cổng sẽ đóng cửa mọi người. Cho nên là mình sẽ đi qua bên hông ha. Mình sẽ đi vào cổng bên cổng phụ bên bên hông. Ở đây thì mình có thể nhìn thấy thấy thành phố thôi mọi người chứ không thấy được biển tại ở đây thì nó không cao. À kia chính là tượng Phật trắng, tượng ông Phật trắng, tượng ông Phật trắng chùa Long Sơn. Chùa Long Sơn là chùa lớn ha, chùa tỉnh luôn mọi người. À, Phật đó. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mọi người đã thích video thì cho Dương Nguyễn Family một like và đăng ký kênh để ủng hộ Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. À, ở đây chùa nào mình cũng leo lên núi hết mọi người. Đây là đi lên nè. Cổng chính của chùa là cổng chánh điện luôn. Cặp. Cái này là cái lối đi bậc cấp hồi xưa nè. Sẽ khi mà lên mình sẽ có tới hai lối đi vào chùa luôn, là bên trái bên phải, cái hai lối
đóng cửa rồi cho nên mình sẽ không đi cổng chính nữa nha mọi người. Mình sẽ chỉ đi cổng phụ thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Nếu mọi người thấy thích video thì cho Dương Nguyễn Family một like và đăng ký kênh để ủng hộ Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cho mình thật nhiều nhiều nha. Bye bye. Bye bye. Thôi thôi thôi, không giỡn nữa. Sao?